Vâng, bạn lề của xe đấu thứ ba. Đây là Persian tới từ game thủ Chip Boy. Mạnh Hào cầm Greek, No 1 cầm Cho Son. Ở cái gì vậy? Và đây là một Minoan. Lại hy vọng vào cái con Minoan này thôi. Minoan to đùng nhất cái bản đồ. Rồi tính tiếp. Persian chém tốt thời điểm ban đầu. Cung A đấy em đem nhá, bo nhà E từ ban đầu luôn đi. Vâng, hai voi một hiệu dành cho bài Minoan. Chúng ta muốn xem thế nhà Minoan như thế nào. Thế bài của Minoan ngon là được. Vâng, cùng xem quân bên kia là cái gì. Như vậy là Cho Son Pan, Cho Sonia. Như vậy bên kia cũng là từ Quy Chém. Cũng có một Pan đột biến giống như Per, nhưng lại có thêm con Nia. Con Nia đối đầu với con Minoan. Vâng, con Nia đầu với con Minoan nếu mà tính về chủ lực. Bên kia cũng là hai Cho Son, một trận thi đấu nhiều phù và sẽ rất ít vàng. Thì cả 8 nhà đều dùng vàng ở thời điểm ban đầu, thì lúc sau chớm 4 cũng sẽ ít vàng lắm. Trận đấu mà người ta sẽ thấy rằng là một lúc sau đánh một lúc nữa là sẽ bảo ơ vàng đâu hết rồi. Thì vàng đâu sóc phù hết rồi. Đây hiệu 7 và đôi vòi dành cho U98 trận này. Đầu cánh là Per. Hãy cẩn thận bị ôm bò. Per ở nhà này hoàn toàn để có lạc đà sang để cứu thời điểm ban đầu. Không xoắn lắm. Cái nhà tôi thấy hòm hòm nhưng nó hơi rộng. Hòm hòm thôi nhưng mà là hơi rộng một tí. Kín luôn không? Như vậy là kín luôn mặt này, được. Ra một vòng nữa về. Vâng, gỗ đầu hơi xa đã ảnh hưởng khá nhiều tới game thủ U98. Anh này chỉ cần thiếu một bãi quả thôi, và tôi nghĩ rằng hướng 6 giờ đó chính là một bãi quả dành cho game thủ U98. Thế thì quá tuyệt vời luôn. Thêm một bầy hiêu cạnh rừng. Vậy cũng đã đủ đồ rồi. Đủ đồ rồi. Ổn rồi. Nhưng bây giờ mà thấy một bãi quả nữa thì càng mắc binh. Tiết kiệm để làm luôn chiếc BS nữa. Ăn cả hiêu và cả gỗ. Chúng ta sẽ quay sang bài Per sau. Bầy hiêu to, được. Bầy hiêu 7 con. Vậy là 2 bầy hiêu 7. Quá ổn. Đầu tiên còn vòi nữa về nè. Rồi đi sát mép xem mà có thể cơ cấu cực rộng bài này không. Đây sẽ là BB. Đây là bãi quả, tuyệt vời. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Đóng nha. BM. Còn đây là BA. Các bạn nhìn thấy còn một bãi quả, nó tuyệt vời đến mức độ như thế nào. Những lớp E ở phía dưới sẽ là những lớp E nhiều lớp.
Okdana, Eagle, Olmus, Eagle Tonic, Habedakus, Oklahoma, Eagle Tonic, Eagle Tonic, Olmus, Habedakus, Habedakus, Redwood. Đang có chiến chạy. Thế là màn hình máy chip boy. Chip boy đang chọc vào nhà của màu 7 he he. Ăn hoa thì đuôi voi. Và Persian có phú vàng lắm rồi. Màu 5 là người ở trong cánh. Đó là Yugi, người cầm IA đi phải. Không biết là vâng như vậy chỉ là cho son thôi. 8 mới là IA. Đây là nhà màu 8 luôn. IA liệu có điều mình đánh Kuga. Với Kuga thì có lẽ trận đấu sẽ kết thúc sớm khi mà Persian vào luôn. Vâng, như vậy đây sẽ là bài ăn hoa. Bãi ăn hoàng của người cầm IA. IA mất thêm vài dần. U98 bị động không em? Chốt mấy cái này cũng phải vượt vào. Vào nó phải mất thời gian. Ngồi ở trong múa chứ còn gì nữa. Tiếp tục ăn hoa được thêm những đồ ăn dành cho Pơ. Và Pơ lại chém sang nhà thứ ba, chém ở nhà cho son của Yugi. Chém ba nhà rồi. Trong khi đó đây là màn hình máy của Nobot. Cho son đang đối đầu với Mèo Mèo, người cầm ban. Hà thì sao? Hà cũng đang dâng lên và đang chơi vào bãi vàng của nhà màu 5. Nhưng ở nhà thì bị T của màu 8 công 8 là IA dâng L và công luôn đả T. Bên kia không có chủ lực. Có lẽ là màu chỉ có màu 5 cho son như riêng người đánh thủ thôi. Còn bên này thì U98 đang khỏe nguyên với những con Kuga hai áo của mình. Tự ăn ra liên tiếp vào những lớp VE thứ hai cực kỳ chắc chảy. Chỗ mặt này nữa cũng sẽ cần phải Kuga chắc rồi, tập trung phát triển lên là có rồi. BC và không, như vậy là BG chạy không, nó là BC trước. Liên tiếp với những pha phù bên phía máy của Chip Boy, đội bên kia chơi phù là khá nhiều. Đó là game thủ EH, người có lẽ cũng là người cần cho sọt. Nam Nai 27 dành cho người cầm Pơ. Vâng, tôi thấy có cung A3 lỗ trong màn hình máy của Mạnh Hào thì kinh rồi. Cung A3 lỗ dành cho người cầm màu 5 Yugi, người cầm cho son phù luôn là con cung giờ. Hôm nay 21 dành cho game thủ Mạnh Hào. 3 phút trong game có thể game thủ U98 có thể kích 4. Cơ cấu thêm khoảng 3 phút nữa trong game. Đẩy cũng được.
đẩy các bạn đâu không đẩy. Cho hai dân ra ngoài mà đi, dân luôn A lên mà bắn được. Nhà mình 9 lít rồi. Cho hai dân đi ra ngoài, ba dân đi ra ngoài. Đấy, xong rồi chốt em được, xong rồi đi thôi em. Cho cả dân đi ra ngoài luôn. Xây A ở ngoài thôi. Đấy. Dân dân lên cái máy vàng gần nhà của nhà màu năm á. Chốt cho đem vào nhá. Không ai đi hết phải chốt đem vào. Đi khéo vào đừng qua nhà màu 8. Vâng, tham này 89 dành cho game thủ U98 trong trận này. Nâng cấp đào vàng chưa? Đấy, khu đấy, dốc đấy. Ruộng ơi, đừng có chặt nữa, hở hết rừng em ạ. Đấy, ăn rừng ở... ăn rừng ở trong nhà mình thôi. 8 nó được bơm đúng không? Tầm xa 3. Em cứ đẩy nhà màu 5 trước đi. 5 màu bơm mà. Đào vàng 2 em ạ. Lửa bắn chặn. Vâng, đẩy vào cái nhà bơm đồ này. Nâng cấp cả ca to cho nó chắc. Và để cả công luôn. Tiếp tục đẩy cung A thêm. Cứ đánh bình tĩnh thôi. Ra thêm một ít ruộng nữa là ổn. Chưa ăn được ruộng của Yugi đâu đâu nhá. Một tờn công phu lên nhà đánh cung A của game thủ Ehe. Tôi nghĩ rằng nó không thực sự hiệu quả lắm. Tầm xa cho pháo. Thêm tí ruộng ở chỗ dưới cái BG mà dãy ba nhà BE của em ạ. Vâng, bây giờ thì tiếp tục công nhà của Yugi. Cái máy bơm công nghiệp cho game thủ màu 8 bêu đánh hot của IA. Tầm xa cho pháo nhá. Một mình U98 chơi. Vâng, có ca đút vào mông rồi. Không có sợ. Vẫn có những con phù. Rất nhiều dân của Yugi.
Vâng, một tên mà phu được cả ca to tới từ người cầm mì đoàn trong tay He He. He He có lẽ cũng sẽ rất nhiều dần. Có ai đi quản được map không? Rất nhiều phù thủy. Vâng, nhà của màu 8 trận thiếu này chỉ là... Vâng, bây giờ anh đã dịch, vâng, rượt nhà lên trên 12 giờ. Đã di nhà đại pháp lên 12 giờ rồi. Vâng, lấy phù, phù luôn cả ca. Rất dị dành cho game thủ E. Lượng vàng đang hơi yếu. Phải đẩy cả quân vào trong nhà thằng màu 7 đấy. Phải nhiều cái tay vào. Vâng, tham lại 170 CTM nha em ơi. Trận đấu vẫn đang rất cố gắng tới từ game thủ trẻ U98 đang bằng 2 trường. Sao ấy đang bằng chậm nhỉ? Chứ coi tham lại chỉ là có 11/36 thôi. N1 tham 43. Đang cá hồi. Còn đây là Mạnh Hào tham lại 17. Bơm vàng cho U98 đi. Còn đây là U98 tham lại 167/188. Những con chém và những con phù tới từ game thủ E2 đang quấy rối game thủ U98 rất nhiều ở khu vực nhà BA này. U98 đang cố gắng lù cả cái bản đồ. Vâng, ở phía khu vực nhà BA dần thì vẫn đang bị E2 câu giờ rất ghê. Lượng gỗ thì đang là cực nhiều rồi. Rồi chơi tuần này. Đi chiếm vàng đi. Hot thần. Vâng, nhà BA đi dâng bìa đang bị những con hot nó nây trồ mất rồi. Mình nốt cái giáp 6 cho nó chắc nè. Ở nhà cũng cần phải cơ cấu lại đi. Liên tiếp với những pha cà cẩu, những con hot thần đang cố gắng điều. Nhưng thấy tác dụng của nó cũng không nhiều lắm. Vâng, tham lại 135 của game thủ U98. Vâng, Mạnh Hào lại quyết rồi. Vâng, màu 7 vẫn đang có tham lại rất to, màu 5, màu 6, cả 4 người đều là những người có tham to. Màu 8 được đẩy lên đầy 4 trộm nhưng mà được âm đến mười mấy 20.000 đô. Và đó là câu chuyện một mình đánh tất cả nó hơi khoai. Tỷ số là 2-1 trong trận đấu thứ 3 dành cho các game thủ bên phía Team Skynet.